quý vị và các bạn, chào mừng quý vị đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, chủ đề Món Ngon Vui Giáng Sinh. Em chào anh Vũ. Chào Minh Châu, em giấu cái gì sau lưng á? Ủa sao anh Vũ tinh mắt quá vậy? Sao? Em đem một món quà tới tặng cho anh. Món quà này quý lắm đó nha, tự tay em làm đó. Em làm anh tò mò quá thôi, có gì đưa ra anh xem. Đây nè. Trời ơi, gì ra là rau mầm. Ủa mà rau này em thấy rất là xanh tươi mơn mởn, như là vừa mới hái vậy, em lấy đâu ra đây? Thì vừa mới hái chứ còn gì nữa. Đây là món quà rất là quý nha, là do em tự tay trồng đó, từ A đến Z luôn. Nào là hả, trồng này, chăm sóc rồi nè, thu hoạch nữa đó. Minh Châu có biết không, rau mầm không những ngon mà còn rất bổ dưỡng nữa. Trong rau mầm thì có rất nhiều loại vitamin. Và sẵn món quà của Minh Châu ngày hôm nay trong chương trình Món Ngon Vui Giáng Sinh, tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn một món ăn được làm từ rau mầm. Món ăn có tên gọi gỏi cuốn tôm chiên. Anh Vũ nè, em nghe tên gọi thì hơi nghi ngờ nha, có đơn giản thì dễ làm thiệt không đó? Không những đơn giản mà là quá đơn giản nữa đằng khác. Chúng ta chỉ cần có 500g tôm sú, một sắp bánh tráng, 200g bánh ướt, rau mầm, xà lách, một ít rau thơm, ớt băm, tỏi băm, giấm gạo Lisa, một số gia vị thông thường và bột tẩm khô chiên giòn Ajiquit. Trước tiên, tôm sú thì chúng ta mua chọn loại không nhỏ thôi. Chúng ta sẽ lọc vỏ, bỏ đầu và chữa đuôi như vậy. Và anh sẽ khứa ngang khoảng 3 khứa như vậy ở trên mặt tôm, và sau đó anh dùng tay anh nắn nhẹ như vậy. Anh Vũ nè, có phải anh Vũ khứa như vậy để cho tôm dễ thấm gia vị hơn không? Cũng không hẳn như vậy đâu Minh Châu, nhưng mà mục đích chính của anh khứa ra như vậy để khi chiên thì tôm giữ vẫn thẳng, không bị cong. Khi mình cuốn thì dễ hơn đúng không? Chính xác. Quý vị thân mến, khi mà chúng ta đã làm sạch tôm rồi thì quý vị nhớ khứa đều ở trong phần bụng tôm để nắn thẳng ra, như vậy khi chiên thì tôm vẫn rất thẳng và đều. Tất cả tôm chúng ta đã sẵn sàng, thì bây giờ chúng ta sẽ ướp tôm. Chúng ta ướp khoảng nửa gói bột tẩm khô chiên giòn là vừa. À, như vậy. Thật là tuyệt vời. Dạ. Trong khi chờ cho dầu nóng thì anh sẽ cắt bánh ướt. Bánh ướt này chúng ta mua về, chúng ta tách cho rờ ra như vậy, sau đó anh sẽ cắt ngắn khoảng 6cm. Anh sẽ hướng dẫn cho em cách pha nước mắm luôn. À. Sau khi chúng ta cuốn xong là chúng ta có thể thưởng thức ngay liền. Anh cần ở đây khoảng nửa chén nước lọc. Dạ. Anh sẽ cho vào đây 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước mắm, 1,5 muỗng giấm gạo Lisa thôi. Trong nước mắm thì chúng ta phần còn có tỏi và ớt nữa. Không thể thiếu được, nước mắm của người Việt Nam thường xuyên có tỏi và ớt làm tăng thêm hương vị. Đúng vậy, chúng ta chỉ cho đây 1 muỗng cà phê tỏi và 1 muỗng cà phê ớt là xong ha. Minh Châu thấy ha, cái tôm này anh sẽ làm cho nó ráo trước và anh sẽ cho vào. Đây. Hấp dẫn quá, tôm đổi màu ngay lập tức luôn. Đây. Và tôm này chúng ta chiên rất là nhanh. Đó, Minh Châu thấy không, nhờ khi nãy chúng ta khứa ở trong bụng tôm á, thì sau khi chiên thì tôm không bị cong. Dạ. Ừ. Chúng ta chiên này rất là nhanh Minh Châu à, khoảng chừng 2 phút tới 3 phút là chín. Ồ, mà hình như em thấy tôm này đổi màu vàng rất là đẹp. Ngoài cái màu đỏ tự nhiên, nhưng mà nhờ cái bột tẩm khô chiên giòn cũng giúp cho tôm có cái màu vàng. Dạ. À, rất là đẹp như vậy. Rồi, anh nghĩ tôm như vậy là chín rồi đó. Rồi, tắt lửa giùm anh đi Minh Châu. Dạ, tắt lửa liền. Rồi, anh sẽ vớt tôm ra. Cuối cùng là chúng ta chỉ còn việc là cuốn tôm thôi ha. Dạ. Tiếp theo anh sẽ thò nước, anh gắp một mí ở dưới lên. Sau đó anh cho cái xà lách. Kế tiếp anh cho bánh rau thơm giấp cá nè, rau tía tô nè, bánh quế nữa kia. Dạ. Sau đó anh sẽ cho miếng bánh ướt lên. Chúng ta có thể cuốn với bún ha, nhưng mà dạ. Trong cái công thức này thì anh muốn giới thiệu là chúng ta sẽ dùng bánh ướt cho nó lạ để xíu, bánh ướt nó dai. Dạ, nó có những cái hấp dẫn riêng. Và anh sẽ gấp 2 mí bánh tráng lại. Tôm mình sẽ cho ở bên ngoài. Wow. Và anh sẽ cho một ít rau mầm. Rồi bây giờ thì chúng ta chỉ việc cuốn lại thôi. Bây giờ tất cả đã sẵn sàng rồi, thì để cho món ăn mình thêm được hấp dẫn hơn, thì thay vì anh bày lên dĩa thì anh để lên một tấm kính và một cái màn tre cho nó hơi lãng mạn một tí xíu ha. Dạ. Bây giờ đây anh sẽ sắp lên, bày lên rất là đơn giản, những cái sắp cùng chiều với nhau như vậy ha. Dạ. 3 cuốn 4 cuốn anh chừa 1 cuốn cho em ha. Rồi anh trang trí ở đây cũng hành lá ha, đọt hành lá này kia mình có sẵn, chúng ta sẽ bày lên như vậy ha. Và chúng ta có thể điểm một ít ớt sợi nè. Đấy.
và vài đọt rau thơm tùy. Cái này là tùy theo thẩm mỹ của từng người ha. Em dùng thử và phát biểu cảm tưởng như thế nào. Dạ. Mời em. Đầu tiên á, nhìn cảm quan bên ngoài là em thấy rất là đẹp nè. Có cái đuôi tôm nhú ra như thế này rất là dễ thương. Em sẽ ăn thử ha. Anh Vũ ơi, anh có thể nào đợi em ăn hết cái cuốn này rồi em nhận xét cho anh nghe được không? Rồi, anh sẽ chờ em cứ tự nhiên và thưởng thức. Em nói như vậy thôi chứ phải cho quý vị khán giả biết cảm nhận của Minh Châu đã. Quý vị biết không, sự kết hợp này có thể nói là mình một món rất ngon đó. Thưa quý vị và các bạn, với bột cẩm khô chiên giòn thì rất là tiện dụng, sẽ giúp cho món ăn có cái độ giòn và rất là vừa ăn mà giữ được cái mùi vị đặc trưng của món ăn đó nữa. Dạ. Rất là tiện dụng đúng không nào? Dạ đúng rồi. Món ngon. Vui Giáng sinh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày với chủ đề Món Ngon Vui Giáng Sinh. Minh Châu tin chắc rằng những món ăn này sẽ nối lại tình thân trong gia đình của chúng ta thêm ngày một gắn kết hơn. Và quý vị cũng đừng quên thường xuyên giữ liên lạc với chương trình nhé. Hộp thư của chúng tôi là hộp thư số 1, Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Hoặc quý vị cũng có thể gọi điện thoại về trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto số 083 930 8794. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại.